Mình chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây là những cái ngọn rau, cái ngọn của cái cây bí đỏ các bạn. Thì người ta sử dụng cái ngọn này để làm thức ăn á, là mình luộc hoặc là xào. Thì bữa nay là mình có cái chỗ này khoảng cỡ 500 g ngọn rau bí này các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cái ngọn của rau bí này, mình xào với tôm tươi này các bạn. Thì ở đây mình có khoảng cỡ 100 g tôm tươi. Mình đã cắt đầu rồi, mình lấy cái phần chỉ lưng rửa để ráo rồi. Và mình có một ít hành tím băm nhỏ. Ở đây tỏi, tỏi đây là mình giã nát luôn nha. Tỏi này để mình trộn vô bí và vô sau cùng nữa các bạn. Thì đầu tiên đó là mình sẽ tước cái rau bí này các bạn. Mình ăn cái loại rau này là mình phải biết cách tước á. Là đầu tiên mình lấy cái một cái lá ra nè. Rồi mình tước cái phần lá trước nè. Mình bẻ làm hai khúc. Rồi cái chỗ phần này của nó là mình phải lấy cái tay mình kéo nó đi. Đó, nó đi hết những cái phần đó thì nó mới không có dai ha. Rồi còn mình tước cái phần thân của nó này các bạn. Mới đầu mình bẻ ra này. Rồi một cái tay mình bẻ cho nó cong cong rồi này các bạn. Thì nó mới ra hết cái phần thân ha. Cái tay mình phải bẻ cho nó cong cong vậy nó mới đi nha. Đó, rồi mình tước được khúc đầu, mình bẻ nó thành một đoạn ngắn rồi mình lại tước tiếp. Và mình cứ tiếp tục mình tước cho nó hết cái chỗ phần rau bí này nha. Đây các bạn thấy này, mình phải bẻ cong cong rồi này. Nó mới đi đó. Thì nếu mà mình cứ để thẳng đứng nó không có đi cái phần vỏ này của nó đâu các bạn. Nếu mình không tước kỹ là nó dai lắm. Đây như các bạn thấy mình tước kỹ thì nó sạch hết cái phần vỏ này và khi mình xào nó giòn ngon chứ nó không bị dai nha. Rau mình đã lặt hết rồi. Rồi mình rửa với hai lần nước, mình để cho ráo ha. Rồi ở bên đây là mình bật bếp lên nè. Rồi mình bắc lên đây cái chảo và mình cho vô khoảng một muỗng dầu ăn. Nó đã nóng rồi đó các bạn. Mình cho hành tím vô, mình chiên trước nha. Rồi khi mà hành tím nó đã thơm thì mình cho tô vô mình đảo nha. Đảo mình xào cho tôm nó chín sơ đi đã. Tại vì khi mà mình cho rau vô á, nhiều khi nó không có được chín kỹ cho nên là mình phải xào tôm trước. Rồi khi tôm nó tái tái rồi nè, mình cho rau vô nè các bạn. Một tay mình dùng đũa, một tay mình dùng cái chạm. Cái chạm này của mình bằng gỗ á các bạn. Cho nên là mình nấu ăn mình sử dụng cái loại chạm bằng gỗ này nó cũng tốt nha. Rồi khi mà mình xào rau á thì mình nêm nè các bạn. Mình chuẩn bị đây khoảng chừng này nước mắm nha, ít là chỗ này khoảng cỡ một muỗng canh thôi. Rồi mình nêm thêm bột nêm nữa nè, nêm thêm khoảng hai muỗng nhỏ nhỏ bột nêm nè. Mình cứ tiếp tục mình xào để cho rau nó chín. Loại rau này chứ nó tướp lại một xíu nữa, mình xào nửa ký vậy chứ một lát nữa nó còn một dĩa nhỏ nhỏ các bạn.
cái món này á, thì mình muốn ăn cho nó ngọt ngọt một xíu. Thường thường mình mấy loại rau xào mình ít nêm đường lắm, nhưng mà cái loại rau bí xào này á, mình nêm thêm xíu đường thì nó dịu dịu xíu thôi các bạn, cỡ một muỗng cà phê à. Cái rau này nó cũng ra nước nhiều lắm á các bạn. Khi mình đảo một chập á là nó sẽ ra nước á. Sau khi mình xào được một chập á, rau nó đã chín rồi. Mình cũng không có cần xào mềm lắm nha. Mình có thể ăn nó giòn giòn được, nó cũng ngon nè. À, cuối cùng là mình nêm vô một muỗng nhỏ nhỏ bột ngọt này các bạn, và mình đảo để cho nó đều nhé. Wow, 500g rau mà các bạn thấy không này, cuối cùng nó còn có xíu à. Loại rau này nó sọt lắm. Rồi bây giờ trước khi mình tắt bếp là mình cho cái loại tỏi mà khi nãy mình đã giã này này các bạn. Cái món mà rau bí xào với lại rau lang xào á là mình cho tỏi sau cùng á, nó rất là ngon nha. Nó có một cái đặc điểm đó đó các bạn. Rồi cái chảo rau của mình nó đã xong rồi đó, mình tắt bếp đó. Rồi mình cho ra ngoài dĩa luôn nè các bạn. Wow, cái mùi tỏi thơm lắm. Cái rau bí này nếu mà mình không xào với lại tôm thịt thì mình xào với tỏi cũng rất là ngon đó các bạn. Nó cũng hợp với lại tỏi như là rau muống với rau lang á. Xào không với tỏi cũng rất là ngon. Này, còn ít thì mình sẽ cho hết vô. Rau này là khi mà mình rửa là mình đã vẩy cho thật là ráo rồi á các bạn. Nhưng mà khi mình xào nó vẫn ra nước nhiều. Loại rau này nó giống như rau lang với rau muống á. Mình xào nó ra nước nhiều lắm. Mình sửa lại một xíu ha, cho nó cái dĩa rau của mình nó đẹp ha. Rồi khi mà ăn á, mình có thể mình ăn kèm với ớt. Và mình cũng lấy khoảng 2 quả ớt để trang trí cho nó đẹp. Thế là mình đã có được một dĩa cái ngọn của rau bí xào với tôm tươi. Ăn rất là ngon luôn. Nhất là những cái phần thân của nó ăn nó giòn giòn, sực sực đó các bạn. Mến chào các bạn nha.